Bị yêu cầu dừng xe, tài xế container rút dao tấn công cảnh sát. Tai nạn trên cầu vượt ở Cần Thơ làm 3 người tử vong là do xe máy đâm vào đuôi xe đầu kéo. Phát hiện 4 nam 3 nữ tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke. Bắt quả tang 2 nam thanh niên ở Sơn La mua bán 18.000 viên ma túy tổng hợp. phát hiện gần 80.000 quyển sách giáo khoa giả mạo bao bì, nhãn hàng hóa. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo điện tử VOV. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7, Công an thành phố Long Khánh, Đồng Nai đang tiến hành điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Trần Doãn Minh Bảo, 43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 18 tháng 7, khi đi tuần tra kiểm soát tại khu công nghiệp Long Khánh, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Long Khánh phát hiện bảo điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 51C 11129 nhưng không thắt dây an toàn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi, buộc đối tượng dừng xe. Lúc này bảo bất ngờ dùng dao tấn công các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng ngay sau đó khống chế được đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an bảo đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 7, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày trên cầu vượt IC3 làm 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Qua bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe máy va chạm với xe đầu kéo. Theo vào thời điểm nêu trên, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu Cần Thơ về bến xe trung tâm Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Khi đến giữa cầu vượt IC3, phát hiện ba nam thanh niên nằm bất động chồng lên nhau ở đoạn giữa cầu, trong đó có một nạn nhân không còn nguyên vẹn. Bên cạnh ba người là xe máy Honda Way màu trắng biển số 65M1075XX. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Cần Thơ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính của nạn nhân được xác định gồm PTL sinh năm 2006, trú tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, PMP sinh năm 2007, trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, LTH sinh năm 2006, trú tại phường An Phú, quận Ninh Kiều. Cả ba người này đi trên cùng một chiếc xe máy và đã va chạm với xe đầu kéo. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường. Gia đình các nạn nhân cho biết cả ba đều có quan hệ họ hàng. Tối qua ba người đã lấy xe máy ra khỏi nhà khi gia đình đã ngủ. Khi xe máy chạy qua cầu vượt IC3 thì đâm vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều, khiến cả ba người tử vong. Trong đó, PTL là người ngồi giữa và tử vong trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Do chưa đủ tuổi thì bằng lái nên cả ba nạn nhân không có giấy phép lái xe qua truy xét nhanh cơ quan công an xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nói trên là xe đầu kéo biển số Hà Nội kéo theo Somi Romoc biển số Quảng Bình người điều khiển phương tiện này là ông NVT 42 tuổi quê Quảng Bình theo đó khi ông T điều khiển xe đầu kéo đi đến quốc lộ 1A hướng cầu Cần Thơ hậu Giang đến đoạn cầu vượt nút giao IC3 thì xảy ra va chạm với xe máy làm ba người tử vong sau tai nạn ông T tiếp tục lái xe chạy đi và giấu phương tiện tại phường Cái Khế quận Ninh Kiều. Cách hiện trường khoảng 5 km, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy ông T âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn trong máu. Hiện lái xe NVT đang bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra. Trong ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 225,8 kg pháo nổ các loại. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm Vũ Văn Nam sinh năm 1996 ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Trần Như Giác sinh năm 2005, Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 1983, đều ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trần Anh Kiệt sinh năm 1996, Huỳnh Văn Thái Quang sinh năm 1994, đều ở tỉnh Tây Ninh. Đây là những đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện nhiều tài khoản hội nhóm mời chào đăng tải chia sẻ các hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán pháo nổ trái phép với đủ các chủng loại kích thước màu sắc từ campuchia về việt nam qua các địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, xác định đây là một đường dây vận chuyển mua bán pháo nổ trái phép xuyên quốc gia, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã báo cáo giám đốc và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để lập án đấu tranh Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm chấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đã phối hợp với Công an huyện Hà Trung phá án bắt quả tang đối tượng cầm đầu, đường dây mua bán pháo là Vũ Văn Nam, thu giữ 11 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất trọng lượng 15kg. Từ mắt xích quan trọng này đến ngày 17 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng, buôn lậu và môi trường công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các địa phương như Tây Ninh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt bắt giữ 4 đối tượng còn lại. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 210,8 kg pháo các loại. Tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận do không có công an việc làm ổn định nên các đối tượng này đã câu kết với nhau để hoạt động mua bán pháo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Ban đầu các đối tượng tạo lập ra các tài khoản Facebook, Zalo ảo, không rõ tên, địa chỉ thật để liên lạc trao đổi mua bán pháo trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, sau khi có đơn hàng các đối tượng đã mua hàng từ Campuchia, vận chuyển qua biên giới Tây Ninh và giao hàng cho người mua thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh hoặc gửi xe buýt, xe khách hoạt động theo kiểu xe dù, bến cóc hoặc ngụy trang rất kín kẽ và khó phát hiện. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Văn Lâm trong ngày 18 tháng 7 đã ra quyết định tạm giữ đối với 4 nam, 3 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng MDMA tại phòng VIP 3 tầng 4 của quán Karaoke Luxury thuộc tỉnh này. Cụ thể, Công an huyện Văn Lâm vừa ra quyết định tạm giữ Trịnh Ngọc Hùng, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Vinh Hiển, sinh năm 1991, trú tại xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Vũ Đức Đằng sinh năm 1991, trú tại xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Và Hà Đình Đông sinh năm 2001, trú tại xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 1 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 7, Tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Lạc Hồng và Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Cầu xã Lạc Hồng tiến hành điều tra kiểm soát trên địa bàn. Quá trình kiểm tra đã phát hiện tại phòng VIP 3 tầng 4 của quán Karaoke Luxury tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, có nhóm đối tượng gồm 4 nam 3 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Trịnh Ngọc Hùng, Hà Đình Đông, Nguyễn Vinh Hiển, Vũ Đức Đằng, Nguyễn Ngọc Nhung, sinh năm 2006, trú tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đặng Thị Min sinh năm 2003, trú tại xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và Cụt Thị Hoan sinh năm 1999, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một nửa viên nén màu nâu, trên mặt có chữ NL và 9 chiếc điện thoại di động. Kết quả trưng cầu giám định xác định viên nén trên là ma túy, dạng MZMA có khối lượng 0,37 gram. Tại cơ quan công an, các đối tượng Hùng, Hiển và Đằng khai nhận khi đến hát tại quán karaoke Luxury đã liên hệ mua ma túy dạng kẹo của Hà Đình Đông là nhân viên quán karaoke để sử dụng. Qua test nhanh có Hùng, Đông, Hiển, Đằng và Nhung dương tính với ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ việc, vào 15 giờ ngày 18 tháng 7, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án A1-324P giai đoạn 2 tại khu vực bản Trường Sôm, xã Trường Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương và Đồn biên phòng Mường Cai, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La. Công an huyện Sông Mã đã bắt quả tang hai đối tượng, Thảo An Nông sinh năm 2001 và Thảo A Panh sinh năm 2004, cùng chú tại bản Huổi Tao, xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh hậu Giang vừa qua đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 80.000 quyển sách giáo khoa các loại từ lớp 1 đến lớp 12 có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Được biết đây là vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến sách giáo khoa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh hậu Giang. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết qua thời gian dài theo dõi, giám sát đối tượng có dấu hiệu vi phạm bằng các nghiệp vụ chuyên môn công chức được phân công quản lý địa bàn, xác định địa điểm tập kết, lưu trữ, kinh doanh sách giáo khoa, không số nhà, không treo gắn bảng hiệu. Nằm ẩn sâu trong khu dân cư hoang vắng ít người qua lại, tại đường số 1 khu dân cư Tây Đô Eco Park, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, có dấu hiệu tập kết, lưu trữ, kinh doanh số lượng lớn, sách giáo khoa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Kết quả ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, hoạt động kinh doanh tại địa điểm tập kết, lưu trữ kinh doanh sách giáo khoa không số nhà, không treo gắn bảng hiệu tại đường số 1, khu dân cư Tây Đô Eco Park, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang diễn ra bình thường. Chủ cơ sở được xác định là ông Ngờ PL thường trú tại Thới Tân B, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Làm việc đối đoàn kiểm tra, ông L không cung cấp được cho đoàn kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở của ông L chứa chữ hàng hóa là sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Ông L cũng không cung cấp được hóa đơn chứng tử có liên quan đến hàng hóa. Tổng số lượng sách giáo khoa tại cơ sở của ông L là 1.210 thùng. Để đảm bảo thời gian tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang đã huy động toàn bộ công chức, các phòng, đội thuộc cục quản lý thị trường tỉnh hậu giang cùng nhà xuất bản giáo dục việt nam tại cần thơ phối hợp hỗ trợ để niêm phong tạm giữ và vận chuyển về kho chuyên dụng của cục để tiến hành kiểm đếm phân loại số lượng chủng loại Đến chiều ngày 18 tháng 7 năm 2024, qua hai ngày kiểm đếm, phân loại số lượng chủng loại, đoàn kiểm tra ghi nhận 79.103 quyển sách giáo khoa các loại từ lớp 1 đến lớp 12 có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa được tính theo giá trị ghi trên sách giáo khoa là 1 tỷ 375 triệu 413.000 đồng. Vụ việc đang được tiếp tục xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến công tác trùng tu Thành cổ Diên Khánh thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, ông Nguyễn Thành Hiến, giám đốc ban quản lý các dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh cho biết, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 9 năm nay. Dự kiến chủ đầu tư sẽ giải phóng mặt bằng thi công xây dựng dự án trong 2 năm 2024 và 2025. Theo quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, dự án này có 12 hạng mục được trùng tu, phục hồi bảo tồn trong đó có các hạng mục trùng tu theo nguyên gốc như là tuyến thành đất dài 2.500m, đỉnh thành rộng hơn 4m, lối đi lát gạch rộng 2,6m. Những hạng mục xây mới là đường dài 2.000m, rộng 6m, chạy sát chân thành, cầu vòm bắc qua hào nước, các tiểu công viên, chỉnh trang cầu tại các cổng thành, nạo vét bùn đất và vệ sinh lòng hào, mái hào và chống thấm thành hào, đáy hào, hệ thống đèn chiếu sáng công trình vệ sinh. Kinh phí thực hiện dự án là 166 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Khánh Hòa, trong đó 70 tỷ đồng là chi phí xây dựng, hơn 67 tỷ đồng là tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Được biết, cùng với Kinh Thành Huế, thành cổ diên khánh là tòa thành cổ ở việt nam vẫn giữ được sự nguyên vẹn so với kiến trúc ban đầu thành diên khánh từng giữ vị trí chiến lược quan trọng ở nam trung bộ chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử và ngày nay mang đến một vẻ đẹp độc đáo ít người biết đến thành cổ diên khánh cũng là di tích lịch sử quan trọng của tỉnh khánh hòa biểu tượng văn hóa nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và lịch sử quý báu của vùng đất này công tác trùng tu tập trung khôi phục các phần bị hư hại sử dụng vật liệu và phương pháp truyền thống để giữ nguyên các bản sắc kiến trúc cổ xưa Hiện nay, thành cổ Diên Khánh vẫn giữ được nét kiến trúc cổ ban đầu, một địa điểm hấp dẫn các du khách đến Khánh Hòa. Năm 1988, thành cổ Diên Khánh được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lần đầu tiên vào mùa hè, ở thành phố biển Nha Trang đã diễn ra lễ hội ánh sáng độc đáo bằng hàng nghìn thiết bị bay không người lái drone với sự trình diễn từ 4 đội thi quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Qua đó, thu hút đông đảo người dân du khách tới chiêm ngưỡng. Những năm qua, lễ hội ánh sáng được nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức. Dẫu vậy, chưa có lễ hội ánh sáng nào trên thế giới được tổ chức thành một chương trình trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái như tại thành phố Nha Trang trong khuôn khổ lễ hội Vịnh Ánh Sáng Quốc tế Nha Trang 2024, chủ đề Ngân Hà Rực Rỡ. Mỗi đội tham gia sử dụng tối thiểu 1.000 drone để trình diễn trên bầu trời, kết hợp với âm nhạc hiện đại, sôi động, đem lại nhiều cảm xúc chân thực cho người dân và du khách theo ông đinh văn thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết nha trang đã khẳng định được vị trí trong lòng du khách với cảnh biển đẹp sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đảo độc đáo chất lượng việc chọn lựa thành phố để tổ chức trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái sẽ thu hút sự quan tâm của du khách từ đó góp phần tạo nên sản phẩm du lịch mới nâng cao hình ảnh du lịch nha trang nói riêng khánh hòa nói chung hơn nữa Trước đó, vào đêm thi 13 tháng 7, các đội thi đưa đến những màn trình diễn đẹp về nội dung khắc họa hình ảnh Khánh Hòa hiện tại và tương lai. Từ màn trời đêm của Nha Trang, ánh sáng rực rỡ, hình ảnh đặc trưng của Khánh Hòa, đất nước Việt Nam đã tạo thành bức tranh tổng thể sống động, mang lại thăng hoa trong cảm xúc của người dân và du khách. Được biết, đêm thi thứ hai cũng là đêm cuối cùng của lễ hội, sẽ là cuộc so tài giữa Pháp và UAE với chủ đề kỳ quan hội tụ Night of the Wonders và lễ bế mạc được tổ chức tại Vinpearl Harbor, đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang trong tối 20 tháng 7 sắp tới. Hiện người dân Khánh Hòa và du khách đến Nha Trang vẫn đang tiếp tục hồi hộp đón chờ. Vừa qua, thông qua số liệu do người dùng Trips Aviso bình chọn, tour trải nghiệm các thác nước ở Lâm Đồng với điểm đến nổi bật như thác Đa thác Voi đã góp mặt trong top 25 hoạt động du lịch ngoài trời và thiên nhiên hàng đầu năm 2024. Theo đó, trong số 25 hoạt động ngoài trời và thiên nhiên được bình chọn năm 2024 trên nền tảng Tripass Visual, có 3 tour trải nghiệm tại Việt Nam gồm có tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền, và xe đạp tại Hoa Lư, Tam Cốc và Hang Múa xếp thứ 3, tour vượt thác Đà Lạt xếp thứ 12 và tour tham quan ba thác nước tại Đà Lạt xếp thứ 19. Đứng đầu danh mục này là hai tour trải nghiệm tại Hawaii Mỹ. Về tour vượt thác Đà Lạt, trang Tripadvisor mô tả đây là một cuộc phiêu lưu ly kỳ nơi du khách sẽ trèo xuống những thác nước tuyệt đẹp, đu khỏi vách cao và đi bộ xuyên qua những khu rừng tươi tốt. Trên đường đi du khách sẽ tìm hiểu về các loại cây thuốc và ẩm thực bản địa từ những hướng dẫn viên thân thiện. Và đây cũng là những người hỗ trợ và hướng dẫn để đảm bảo du khách thành công với trải nghiệm đu dây vượt thác. Tôi tham quan ba thác nước tại Đà Lạt đưa du khách ghé thăm thác Da La, thác Voi và thác Pongwur. Trước khi tìm hiểu về sản xuất cà phê và tơ lụa trên đường đi, trang Tripad Visual khẳng định: "Tour này được thiết kế cho những người yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm những thác nước hùng vĩ, hoặc đam mê nhiếp ảnh và đang tìm kiếm địa điểm chụp hình lý tưởng. Được biết hàng năm nền tảng Tripad Visual trao giải các điểm đến, khách sạn, nhà hàng, hoạt động giải trí được yêu thích bởi khách du lịch trên khắp thế giới." Dựa trên những đánh giá và xếp hạng được thu thập trong 12 tháng, riêng hạng mục về những hoạt động tốt nhất nên làm, Best of the Best Things to Do, chia theo các tiểu mục về trải nghiệm tốt nhất, điểm tham quan, công viên giải trí, văn hóa lịch sử, ẩm thực gia đình, thể thao dưới nước, du lịch bền vững. Theo phía Tripadvisor trong số 6 triệu hồ sơ của nền tảng này, có chưa đến 1% được trao giải Best of the Best của Travelers Choice Awards thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đoạt giải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!